Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn về tổng quan thiết bị của hệ thống chi lưu tòa nhà VNPTNet 30 Phạm Hùng. Hệ thống điều hòa không khí được sử dụng tại tòa nhà VNPTNet 30 Phạm Hùng là hệ điều hòa trung tâm giải nhiệt nước có model 30HXC310 của hãng Kaier. Hệ thống điều hòa không khí kiểu làm lạnh bằng nước là trong đó cụm máy lạnh không trực tiếp xử lý không khí mà làm lạnh nước xuống từ 7 đến 10 độ C. Sau đó nước được dẫn theo các đường ống có bọc bảo ôn cách nhiệt đến các dàn trao đổi nhiệt gọi là FSU và ASU để xử lý nhiệt ẩm không khí, điều hòa không khí. Tổ bên A cấp nước lạnh điều hòa cho khu vực văn phòng FSU từ tầng 7 lên tầng 17 bao gồm chi lưu số 1 và chi lưu số 2. Bơm nước lạnh CL 1 2 3 4. Bơm nước giải nhiệt CT 1 2 3 4. Hai tháp giải nhiệt 1 2. Tổ bên B cấp nước lạnh cho khu vực văn phòng FCU từ tầng 1 lên tầng 4 và các phòng máy ASU tầng 2, tầng 5, tầng 6 bao gồm chi lưu số 3 và chi lưu số 4. Bơm nước giải nhiệt CT 5, 6, 7, 8. Bơm nước lạnh CL 5, 6, 7, 8. Hai tháp giải nhiệt 3, 4. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.